Thực hiện theo sự hướng dẫn của Ban Thường vụ Hội Nông dân Việt Nam về xây dựng mô hình tự quản về an ninh trật tự, phát huy vai trò tự quản của các bộ, hội viên nông dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi và làm giảm các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo vệ an ninh trật tự ở địa bàn. Hội Nông dân xã Tam Phước, huyện Châu Thành đã xây dựng tổ nông dân tự quản về an ninh trật tự ở ấp Phước Hậu đi vào hoạt động có hiệu quả. Tổ nông dân tự quản về an ninh trật tự ấp Phước Hậu được thành lập vào năm 2020 với 8 thành viên tham gia. Qua một năm đi vào hoạt động, mô hình nhận được sự chung tay đồng lòng của tất cả cán bộ, hội viên. Mô hình được xây dựng ở lộ 30 tháng 4, liên xã Tam Phước và Sơn Đông. Tất cả thành viên tham gia mô hình đều sinh sống dọc theo hai bên tuyến đường nên rất thuận tiện cho việc liên lạc thông tin với nhau khi có trường hợp xảy ra ở khu vực. Việc sinh hoạt hàng tháng của tổ được lồng ghép chung với cuộc họp chi hội nông dân ấp để thông tin kịp thời các vấn đề quan trọng được thực hiện trong tháng qua và các đầu công việc sẽ thực hiện thời gian tới cho các thành viên trong tổ. Để mà mình vận động bà con là cũng như thực hiện những cái về an ninh trật tự hoặc là những cái tệ nạn xã hội thì không có xảy ra, thí dụ trước tiên là trong gia đình rồi sau đến là bà con. Rồi thí dụ như đến những người nào mà có mà cái trường hợp mà vô cái địa phương mình cái dạng như nghi vấn thì coi vậy là mình đồng thời mình liên hệ 8 thành viên đó rồi để phối hợp nhau để theo dõi. Và nếu trường hợp mà có những khả nghi nữa thì coi như mình liên hệ với công an. Thì coi như là những cái thành viên đó thì tôi cũng có cái tâm huyết với nghề nghiệp đó, cho nên người ta cũng tâm huyết rồi người ta tham gia với mình. Ta hỗ trợ thì thấy cũng có nhiệt tình lắm, chứ không có gì mà ấy. Thì có cần thì báo thì người ta báo thì mình chạy xuống có mặt. Rồi khi mình cần gì thì mình báo người ta thì người ta cũng có mặt. Đến nay, dọc theo tuyến đường của mô hình tổ nông dân tự quản về an ninh trật tự được trang bị 4 camera an ninh và 25 bóng đèn chiếu sáng. Nguồn kinh phí được Hội Nông dân xã vận động trực tiếp người dân ở ấp đóng góp xây dựng và bảo trì khi có hư hỏng. Bà con là nhân dân đây cũng rất đồng tình để hưởng ứng là cái mô hình này. Thì qua đó thì đã triệt phá rất nhiều cái tụ điểm là cờ bạc, đá gà. Thì cụ thể như cái qua cái trong năm cái giãn cách xã hội, tháng giãn cách xã hội á, thì phát hiện được thì chúng tôi đã báo với công an thì bắt được 8 đối tượng thì phạt là tên là 80 triệu đồng. Thì cái mô hình này cũng rất hay. Ngoài ra thì giải tán rất nhiều cái tụ điểm là cờ bạc, đá gà nhỏ lẻ khác. Bên cạnh đó thì chúng tôi đã xây dựng thêm là cái tuyến đường ánh sáng an ninh. Cái khu vực này thì gắn 4 camera an ninh. Thì trong thời gian gắn 4 camera an ninh thì cái đối tượng thấy nó giảm. Cái thứ hai nữa thì ở trong gắn 4 camera an ninh này thì đối với cái địa phương thì chúng tôi nhặt được cái củ rơi trả lại tiền mất là hơn là 16 triệu đồng. Mô hình nhận được sự quan tâm của lãnh đạo các cấp trong việc chỉ đạo thực hiện để ngày càng hoàn thiện và nhân rộng, đáp ứng việc giữ vững an ninh trật tự trong tình hình mới. Thời gian tới thì Hội Nông dân huyện cũng sẽ tiếp tục để hướng dẫn thực hiện cái mô hình 170 trên địa bàn các ấp của các xã còn lại. Tuy nhiên tùy theo cái tình hình đặc điểm ở khu vực thì sẽ có một cái mô hình nó phù hợp. Nhưng mà trên cái quy chế thực hiện chung là làm sao và tuyên truyền để vận động hội viên nông dân mình, vận động con em hội viên nông dân không tham gia các tệ nạn xã hội. Điểm giờ đến cuối năm thì có trên 10 xã đã đăng ký để ra mắt cái mô hình ở trên địa bàn của từng ấp. Hiện nay, Hội Nông dân xã Tam Phước đã triển khai và đang thực hiện mô hình tổ nông dân tự quản về an ninh trật tự ở 5 ấp còn lại và nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của người dân và hội viên. Việc xây dựng nhân rộng mô hình này sẽ góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của người dân về quốc phòng an ninh ở cơ sở.